Hello, xin chào cô bác chị em nha. Em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều. Thời gian qua đã theo dõi kênh máy của em cũng như là mua máy bên em thời gian qua, em rất là mang ơn nha. Hôm nay em quay cho quán chị em tham khảo cái động cơ E3CD 1.498. Số máy của em nó nè 30940. Máy nghĩa địa nguyên zin nha cô bác chị em, chưa có dặn mở chế cháo con ốc nào hết. Đẹp hú hồn không? Đây. Bóng gì còn vàng khè hết. Đề đen xô, sạc đen xô luôn. Đấy. Các te, ốc vàng khè. Con máy này em bị lỗ nhiều lắm nha các anh chị em. Giá vốn em mua vô mười mấy triệu rồi đó. Máy này em đang gặp bị lỗi chương trình thì mua bán mà quá cho em, mình mua của anh em trên hình trên ảnh mà, cho nên là đến khi mà mình về mình nổ á thì nó không có được trọn vẹn, cho nên mình không có bán cho cô bác chị em mà nổ máy được. Chứ con này thật sự ra thì mình giật ra mình có thể mình kiểm tra miễn dên của nó thì có thể mình bán được. Nhưng mà bên mình thì không nha, bên mình là con máy nào bị trục trặc nhẹ là mình bán lại cho anh em thợ thầy. Còn không là mình cứ để đó, ai cần gì mình mở anh bán nấy. Chứ mình không có làm mình bán. Thà là mình chịu lỗ chút xíu, nhưng mà mình giữ được cái thương hiệu mình dài lâu. Ốc này mình chưa có mở, và con máy này cũng chưa ai mở ra cái gì hết, cho nên là cũng chẳng ai buồn phiền. Lý do là mình mua về mà con máy nó có dấu bung rồi mình rất là buồn quá nha. Còn mình mua về con máy chưa có dấu bung mà bị lỗi thì cái đó trường hợp nó bị xui rủi thôi. Chứ thật sự ra con máy này anh em tao đợi trên mạng, ở trên nước ngoài, trên hình trên ảnh thì người ta cũng chẳng biết trong ruột nó ra sao. Nhìn bô nè, máy tinh ở trong bô nè. Đấy. Con này nổ máy ok, nhưng mà nó kêu cạch cạch. Em suy đoán là nó bị lột gen, lột gen một máy nào đó. Cho nên là máy này em bán cho quán chị em nào mà thợ thầy, hoặc là ở nhà mình đang xài con máy lâu ngày quá nha, mà nó bị lỏng đồ. Mua con máy này về lấy cái lồng, lấy tất cả đồ, còn bỏ cái cốt gen đi qua đây thì xài ok ha. Thay thế gì mình làm cái máy là tốn có mấy triệu rồi. À, con máy này em bán cho quán chị em là 9 triệu. À, 9 triệu thôi. À, nó có đề, có sạc, có bô lửa, bô e, đầy đủ hết. 9 triệu đồng. Thì con máy này em lỗ 3 năm tiền chi phí nữa là 14, em lỗ 5 triệu quá em. Con máy này em nhập vô 13.500, tiền chi phí xe nó 500.000, nó 14 triệu. 14 triệu thì em bán chính em lỗ 5 triệu. Thì anh em có bán chị em mua bán máy thì cũng nắm giá được con máy này giá nhập bao nhiêu rồi ha. Đấy. Thì em bán em lỗ 5 triệu. Rồi. Ok. 9 triệu đồng của bán chị em ha. Của anh chị em nào có mua thì alo giùm em. Đề cái nổ bình thường, nhưng mà nó kêu cọc 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 cọc. Chắc chắn là lột lên một máy 3 hay là máy 2 máy 1 gì đó, mình cũng chưa có mở ra được. Nhưng mà em cam kết là máy này chưa có đụng vô một con mùi lon nào hết. Chắc chắn là lột lên. Còn nếu như có anh chị em nào mua, bỏ đồ lại bớt, đề, sạc, của lửa thì giá tiền nó sẽ rẻ hơn chút. Đấy. Bớt tiền lại. Còn mà nguyên gì? 9 triệu. À, nếu như mà có máy này về thì quán chị em có thể nếu mà may mắn mở ra mà nó bị xây lưng miễn mà dên không lột, cốt không lột thì có thể mua cái dên. Em bán cái dên 300.000 tặng thêm cặp miễn.
Còn nếu như mà lọc cốt thì chịu khó mài cốt thì tốn tầm khoảng cho 2 triệu đi. Rồi, ok. Còn cô bác chị em nào đang sở hữu cái máy giống gì, lâu ngày yếu dần hơi thì lấy cái lốc này qua, chỉ bỏ cái cốt dưới một cái gian quay thôi là ok. Thì mình lấy 9 triệu xong, mình thắt đưa vô một con máy này. Thì còn con máy cũ mình còn rất là nhiều đồ, nắp lắp, đè sạc, rất là nhiều thứ. Cho nên mình nên cân nhắc. À, cô bác chị em nha, 9 triệu đồng cho con máy đang bị lột dên, nhưng mà nghe địa nguyên zin, em bán giá này em lỗ 5 triệu. Nó thà là lỗ, không có kiểu tào lao bất giác. Rồi, em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều nha. Cô bác chị em nào có mua thì alo giùm em. E3CD bị lột dên máy nghe địa, bán lỗ 5 triệu và bán 9 triệu. Cảm ơn các bạn chị em rất là nhiều nha. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào. Hẹn gặp lại các bạn chị em video tiếp theo.